Thế con Toki đâu rồi? Toki à? Toki đợt này bên mình có về một em giá rẻ cực kỳ ngon cho anh em luôn. Đợi một tí nhá. Ôi sao hết sầu biết rồi mà không phiêu đi bạn đây. Bình thường thì hay phiêu lắm cơ mà. Đợt vừa rồi Tết vừa anh em ủng hộ nhiều quá nên là có một số mẫu số ít hết hàng chưa kịp về hàng bạn ạ. Cũng hơi buồn. Nhiều thế cơ á? Nhiều lắm anh em ủng hộ nhiều lắm. Đợt này đặc biệt là anh em ủng hộ rất nhiều cái dòng Otemu Silent này. Anh em ủng hộ rất nhiều. Và em với hai ui nữa. Em ủng hộ cực kỳ nhiều luôn. Ừ thế thống kê phải hơn mười mấy nghìn con nữa nhỉ? Phải bán đợt vừa phải bán ba mấy nghìn con số ít đấy. Thế con Toki đâu rồi? Toki à? Toki đợt này bên mình có về một em giá rẻ cực kỳ ngon cho anh em luôn. Đợi một tí nhá. Đây đây anh em ơi. Em Toki siêu ngon bên mình mới về đây. Đây là em Fokker White Maple anh em ạ. Rẻ đâu mà rẻ, con này tao nhớ là hơn 4.000 cơ mà. Đúng rồi. Em này trước đây lúc mà mới ra mắt ấy thì giá nó khoảng tầm hơn 4.000. Nhưng hiện tại Dodo Game bên mình đã làm việc trực tiếp với hãng để nhập số lượng lớn để có thể kéo về cái mức giá ưu đãi cho anh em. Hiện tại giá này chỉ có giá là 2.500 một em thôi anh em ơi. Nghĩa là giảm gần đến 50% cho anh em. Những anh em nào mà đam mê cái ống Toki mà ngân sách có hạn ấy thì có thể tham khảo em Fokker White Maple này bên mình nhé. Link mua hàng mình có để phía dưới dòng hàng. Cảm ơn anh em.